bệnh xuất huyết lở loét, bệnh đóng dấu son trên lương. Nguyên nhân do ký sinh trùng, vi khuẩn bám vào vết thương gây ra. Một số nghiên cứu cho thấy vi khuẩn chính gây bệnh xuất huyết lở loét trên lương đồng là Aeromonas. Bệnh thường xuất hiện vào khoảng tháng 5 đến tháng 9. Dấu hiệu bệnh: lương bệnh hoạt động chậm chạp, kém linh hoạt, lương bỏ ăn, lồi mắt, da bị đỏ do xuất huyết, bơi lội lờ đờ trên mặt nước. Trên mình lương xuất hiện nhiều vết hình tròn hay bầu dục, da bị lở loét. Nếu bị nặng, vết loét ăn lõm vào xương, các đốm xuất huyết lan rộng khắp cơ thể, đuôi lương bị rụng, bơi lội khó khăn, nổi đầu lên khỏi mặt nước. Bên trong cơ thể, các nội quan có biểu hiện nhiễm trùng xuất huyết. Phòng và trị bệnh. Phòng bệnh, định kỳ bổ sung vitamin C anti-stress với liều 5g cho 1kg thức ăn và Vimeglucan với liều 10g cho 1kg thức ăn, trộn 3 lần một tuần hoặc cho ăn cách ngày. Trị bệnh, tách những con bị bệnh nặng không ăn được sang dụng cụ chứa riêng. Trường hợp lương bệnh nặng, ngâm lương trong OTC 5.000 liều 30g cho 1 mét khối nước. Qua ngày sau, thay 50% nước, bổ sung thêm 15g OTC 5.000. Ngâm thấy lương khỏe, hoạt động mạnh thì cho vào bể lương khỏe và điều trị giống như những lương bệnh nhẹ khác. Trường hợp lương bệnh nhẹ, cần điều trị theo các bước sau. Bước 1, tắm cho lương bằng Vime Iodine 200, 3-5ml cho 1 mét khối nước. Hoặc kêu anh gây 4-5ml cho 1 mét khối nước. Bước 2, trộn thuốc cho ăn 5-7 ngày. Phối trộn 3ml Norclovet cộng với 20ml Vime FDB cho 1kg thức ăn. Lưu ý, sau khi trộn thuốc vào, nên áo một lớp dịch trùng quế bên ngoài viên thức ăn để đảm bảo lượng thuốc bám vào và kích thích lương ăn nhiều. Bước 3, sau khi điều trị bằng kháng sinh 5-7 ngày, cần bổ sung thêm men và vitamin cho lương để phục hồi hệ vi sinh đường ruột. Buổi sáng, sử dụng Lactozim 5g cho 1kg thức ăn. Buổi chiều, dùng Vimelac Concentrate với liều 5g cho 1kg thức ăn.